Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một bệ tinh thể thạch anh trắng pha lê, đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Độ trong của đá cực kỳ tốt luôn quý vị nhé. Độ trong quý vị nhìn thấy ngón tay làm sao đấy này. Độ trong của đá rất là tốt ở cái trụ chính này, độ trong cực tốt, da này da gương quý vị nhé, da gương có độ bóng rất là tốt, độ trong của đá cực kỳ tốt luôn. Bệ này thì có chiều cao của đá từ đỉnh này xuống dưới này là 15 cm và bề ngang này là 11 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 1,1 kg. Để trên bàn làm việc thì sẽ rất là đẹp. Và riêng đá không, mẫu này nặng là 700 g. Một mẫu thạch anh trắng pha lê có độ trong cực tốt. Tất cả các chi tiết chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Không hề gắn ghép, không hề cắt gọt, mài rũa gì cả. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 1.100.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không phải là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có nhu cầu mua hàng thì chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại 0354 099 099. Tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Giao dịch mua hàng bên tôi thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và quý vị khi mua hàng thì luôn lưu ý cho tôi một điều, đó là dù chuyển khoản trước hay nhận hàng thu tiền thì quý vị cũng kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Nếu hàng có vấn đề gì thì cho dù quý vị đã chuyển khoản trước thì tôi cũng sẽ chuyển khoản hoàn trả lại toàn bộ số tiền quý vị đã chuyển khoản, không trừ bất kỳ một chi phí nào nếu là do lỗi của bên tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa xếp lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý vị khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099.